bởi kế hoạch tập đấu Thái Lan. Theo kế hoạch ban đầu, tuyển Việt Nam có buổi tập vào chiều ngày mùng 1 tháng 11, lúc 16 giờ 30 phút, tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Tuy nhiên đến sát giờ tập, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định cho toàn đội tập gym ngay ở khách sạn, đồng thời nói không hoàn toàn với báo chí, dường như chiến lược gia người Hàn Quốc muốn các học trò của mình thích nghi dần với thời tiết lạnh của Hà Nội, thay vì ra sân tập ngay, sẽ dẫn đến việc bị cảm lạnh. Hơn nữa, trong đợt tập trung này, tuyển Việt Nam cũng có thời gian khá dài, khoảng nửa tháng chuẩn bị cho trận gặp UAE, sau đó là Thái Lan, nên ông Park và các học trò không có gì phải vội, không chỉ có tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam cũng đã được chuyển vào tập ở nhà thi đấu trong nhà, tại trung tâm đào tạo trẻ VFF, nhằm tránh mưa, trong ngày hôm nay, quân số của tuyển Việt Nam vẫn thiếu nhiều cầu thủ, do nhóm của Quang Hải, Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, sau khi kết thúc cúp quốc gia, tham dự lễ vinh danh mùa giải 2019 ở sân vận động hàng đấy. Dự kiến ngày mùng 2 tháng 11, tuyển Việt Nam mới có gần đầy đủ quân số, chỉ thiếu hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Văn Hậu và Công Phượng. Đánh giá về hai trận gặp UAE và Thái Lan sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận đây đều là những trận căng thẳng, bởi hai đội bóng này cùng tuyển Việt Nam cạnh tranh quyết liệt tới tấm vé đi tiếp tại bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.